Hôm bữa ta có hỏi chị Loan có việc để mà bán được những cái món này á, là chị phải có một cái thời gian nha, thời gian kiểu giống như là sàng lọc á. Trước đây chị bán được nhiều món nhưng mà chị cảm thấy món nào mà khách ăn khách ăn đông á thì chị sẽ giữ lại và bán trong tuần cái món. Đúng rồi, mình lọc mấy cái món lại. Dạ. Thì trước đây là chị bán nhiều món lắm. Hôm nay là chị Loan bán là biết, nhận biết là gần mười mấy 20 món á. 20 mấy năm. Dạ, 20 mấy năm rồi. Thứ tư phải không? Thứ tư là ngon nhất không? Hai hộp không đem hết. Cái này không giá hết nè. Không, vậy là mình bán bao nhiêu vậy chị Loan? Một phần là 25 ngàn em. Là có những cái gì chị Loan? Đây đầy đủ, nhưng mà khách không ăn nem cho bánh nướng nhiều một tí. À, dạ. Thì có nem cũng 25, không nem thì mình cho bánh nướng nhiều một xíu. Ở đây giá bình dân thôi quý vị. Bình dân thôi, 25 ngàn một dĩa thôi. Gói cuốn vẫn 7 nghìn hả chị? 7 nghìn, gói cuốn mì cuốn thì 7 nghìn hết. Bà lão đầy đủ không bà lão? Hi, mến chào tất cả quý vị đang quay trở lại với kênh Vina TV trưa ngày hôm nay nha. Trưa hôm nay là trưa chủ nhật cuối tuần. Chúng ta kính chúc quý vị có một ngày cuối tuần bên người thân và gia đình của mình thật là vui vẻ nha. Tiếp tục chương trình ẩm thực 7 ngày 7 món của chị Loan. Chúng ta qua đây để chia sẻ đến với toàn thể quý vị món bánh buộc, bánh ướt, bánh cuốn. Hồi nãy quý vị thấy vợ chúng ta vừa quay cái con hẻm đi vào đẹp không? Buổi trưa nên hẻm cũng khá là bình yên. Nhưng mà Phô Tha muốn giới thiệu với quý vị á, là ở bên cạnh đây nè có một quán chè mà hôm qua sau khi dùng bún măng vịt xong á, đi về Phô Tha có ghé lại quán chè của anh mua một ly sâm bổ lượng về ăn rất là ngon. Thì nếu mà quý vị nào mà đến đây ăn á, sau đó có nhu cầu ăn chè thì quý vị ra đây ha, ra cái con hẻm này chỉ đi mấy bước thôi, tí nữa không thì bây giờ xin mời quý vị cùng đi với Phô Tha luôn đi. Phô Tha mua trước rồi tí nữa ăn cái này xong rồi Phô Tha ăn chè. Chú ơi, mình có chè chứ gì chú? Dạ, chú lấy cho con ly sâm bổ lượng đi chú ha. Đây cái gian hàng bán chè của chú nè. Chú che đậy cẩn thận lắm. Hình như là chú bán đến tối luôn. Mình bán đến tối luôn phải không chú? Dạ, buổi trưa đến buổi tối luôn. Chè đầy hết, ở đây có rất là nhiều loại chè nha. Chè trái cây, sâm bổ lượng, chè đậu xanh, đậu đỏ, đậu đen. Tôi lấy cho con 2 ly được rồi. Bò bò, táo, thật. Có nho nữa. Nhãn nhục. Củ năng. Đây chú bán ly có 15.000 nè quý vị. Ui hạt sen nữa nè. Trời nắng này mà hạt sen nó mát lắm quý vị. Đó, ở bên đây có bạch quả. Cái hạt này có thể dùng để nấu ăn quý vị ạ. Ăn món chay á, quý vị thường hay thấy. Chú để đá riêng cho con được nha. Để ở ngoài bịch. Tí con ăn món mặn xong rồi con ăn chè. Giá hàng dễ thương quý vị ha. Mình bán ở đây lâu chưa hết chú? Dạ, là bán cũng bằng với quán cái chị Loan á ha. Trước quán chị Loan luôn. Dạ. Ăn chè dễ thương quý vị ha. Đó quý vị nào mà ăn xong thì ra đây ăn chè. Dạ, 30. Đây bên đây là chè đậu đỏ này, bên kia chè đậu xanh. À cái này đen, 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 đỏ, xanh. Buổi trưa thì ở đây hơi nắng nên đa số chủ yếu là mua về, còn buổi chiều tối chúng ta nghĩ là ở đây mát lắm quý vị ơi. Tại trong con hẻm này cũng rộng á, mát lắm. Rồi đi qua quán chị Loan thôi. Để treo cái này lên xe đó. Đến 11 giờ nên quán chị Loan còn bán. Đây, chị Loan đây. Bánh cuốn nóng ngon quá, bánh ướt. Ô em chào chị Loan. Để Phô Tha gắn cái này cho chị Loan. Chị Loan đang gắn này. Cảm ơn chị. Hôm bữa Phô Tha có hỏi chị Loan có việc để mà bán được những cái món này á, là chị phải có một cái thời gian nha. Thời gian kiểu giống như là sàng lọc á. Trước đây chị bán rất là nhiều món, nhưng mà chị cảm thấy món nào mà khách ăn cái này có ăn nem khách ăn đông á, thì chị sẽ giữ lại và bán trong tuần cái món. Đúng rồi, mình lọc mấy cái món lại. Dạ. Thì trước đây là chị bán nhiều món lắm.
Tính ra là chị Loan bán là biết, dạ biết là gần mười mấy hai chục món á. Hai mươi mấy năm. Dạ, hai mấy năm rồi. Con ở đây bán cái món là cái này không nem phải không? Thứ tư là con. Dạ, thứ tư phải không? Thứ tư là ngon nhất phải không? Dạ, hai hộp không nem hết. Hai hộp không nem. Cái này không giá hết nè. Hộp vậy là mình bán bao nhiêu vậy chị Loan? Một phần và 25 ngàn em. Là có những cái gì chị Loan nhỉ? Đây đầy đủ nhưng mà khách không ăn nem mình cho thêm bánh ướt nhiều một tí. À dạ. Thì có nem cũng 25, không nem thì mình cho bánh ướt nhiều chút xíu. Nước này chị Loan hấp lại cho nóng ha. Hấp nóng lại. Có bánh tôm kìa, thơm quá. Bánh tôm ở nhà tự xử em, tự chiên luôn. Tự chiên luôn. Rồi chị ơi. Ở đây giá bình dân thôi quý vị ạ. Bình dân thôi, 25 ngàn một dĩa thôi. Gói cuốn vẫn 7.000 hả chị? 7.000, gói cuốn mì cuốn thì 7.000 hết. Rồi bà lão ăn đầy đủ không bà lão? Để đây dìa thấy đẹp hơn để vào hộp ha. Đúng rồi. Quý vị có thời gian thì nên ngồi ở đây ăn. Cái này hai bánh tôm. Cái này tí bánh nước ít bánh rồi nha. Ít bánh phải không? Ông ít bánh không? Rồi rồi ít bánh. Chủ nhật là chủ yếu là khách á. Ngủ trưa rồi. Dạ. Yeah. À dạ yeah, đúng rồi. Hàng gì nãy giờ thấy anh chạy quá trời luôn. Nãy giờ khách điện thoại lại kêu không à. Chủ nhật là chạy miết luôn, nhiều khi chiếc xe không được nghỉ. Dạ. Yeah. Về là khách điện thoại đi. Còn mấy ngày kia thì khách nó lời tại chỗ nó ăn nhiều. Dạ. Yeah. Bánh bột nhà mình cũng tự làm luôn hả chị Loan? Tự hết á chị, là 6 giờ sáng bao giờ chuẩn bị rồi đó. Yeah. 6 giờ bao giờ chuẩn bị hấp. Thấy thấy chị bán để trong nhà. Xay bấu rồi nhiều hả? À xay bấu tôm khô. Nhưng mà có khoai môn không mà em thấy cái màu nó không, nước cốt hơi đục dừa. Đục à, nước cốt dừa ờ, chị xài nước cốt dừa. Mấy cái lô dừa ở trỏng đó, cái nồi dừa nó béo lắm. Ngon hả? Tí xong chị làm cho em một dìa bánh ướt. À, một với lại một dìa bánh bột. Một bánh ướt, một bánh bột ha. Dạ. Với lại hai gói cuốn đi. Rồi rồi. Chị, vậy là chị lấy một gói một mì đi. Bưng ở chổng luôn phải không? Chị lấy hay là để ông bưng đi. Đó hết thì chị bỏ bánh vào thêm để hấp. À, ở đây còn thao nữa nè. Bán tới mấy chục ký lận. À, 30 ký không chị? Hai mấy ký hả? 25 ngàn hả chị? Nè ngăn thới tiền luôn nè. Thới tiền cho chị nè. Đây cái tủ hàng ngày của chị Loan đây. Chỉ là thay đổi món ăn thôi. Thới tiền dùm một cái nữa đây. Hôm qua thì bún măng vịt thì quý vị thấy ở đây là vịt cầm, với cầm gà. Cầm giùm em đi. Còn hôm nay là thay vào đó là rồi, chả rồi. Chiên, chả lùa, rồi nem, bánh tôm. Bánh tôm tự chiên chứ không có lạnh đâu ha. Yeah. Món này có vất vả hơn mấy món kia không chị Loan? Món này là mình cực là chiên bánh tôm, chỉ cứ khuấy cái bột này mệt lắm. Cái bột này khuấy sau đó mình hấp đó chị Loan. Đúng rồi, khuấy. Khuấy nhanh thì nó khét, không khuấy từ từ thì nó lâu. Yeah. Nhưng mà cái này chị Loan cho vào cùng một lúc hay là cho từng lớp vậy đó? Không, cho một lúc luôn. Chị, một lúc, chị lấy trùng, lấy trùng xong rồi bắt đầu chị mới đổ vô sửng. Dạ. Tiêu ăn xong để qua đây cho nó mát. Rồi, cái này của anh chị. Dạ, ở đâu? Ai cũng tám nhà tỷ không? Nãy giờ là chuông điện thoại reo. Dạ, điện thoại. Đó. Của anh chị, anh chị, anh shipper đó đi giao hàng đó. Dạ. Giao xong rồi lấy dĩa về luôn. Tới ai, tới ai? Phải đặt một hộp giá không, hay có bánh tôm không em? Ê, treo đi xe đi, treo đi không đi, đi bé Đạt luôn. Chưa chưa, anh chịu đi, đi anh tỷ luôn. Chị bé Đạt với anh tỷ phải không? Đi anh chịu chứ đi. Chịu chứ đi, bé Đạt với anh tỷ hả? Rồi, bé Đạt với anh tỷ. Cái nào chung đường thì đi một lần một. Cái địa chỉ của chị Loan là 380 đường Nguyễn Duy, phường 10, quận 8. Nhưng mà rồi, đến đây đi. Thì quý vị cứ hỏi chị Loan tí 7 ngày 7 món ở đâu. Tí xíu làm em ha. Dạ, dạ, ok. Bún không ăn, bún bì cũng được nữa. Bún bì, bún mắm nem cũng được. Hay là bánh nước, bánh bột. Chị Loan ăn bánh bột mà ăn với bánh tôm được không chị Loan? Được, được thì chị kèm một dĩa đó chị đó. Dạ. Cho nó lạ lạ ha. Đúng rồi, chị kèm một dĩa, lát chị làm cho em coi ha. À dạ, chị làm cho em dĩa. Nè, một hộp. Một hộp gì là 30 nè. Khách không ăn rau. Đó, có thêm cái bánh tôm là 30. Bỏ bì vô cũng được, nó gọi là bún bì. Bánh nước thì không lấy nem. Tỷ 298 gì? Một dĩa đầy đủ, một dĩa chả lụa không? Xong rồi quán 12
anh đợi tí xíu nha. Ở đây bán ngon lắm bé ơi, quảng cáo thì ok. Dạ cảm ơn anh. Tí nữa, tí nữa nhớ bán nhiều nhiều cho anh nha chị. Ừ. Dạ. Anh đứng là chị bán được lắm. Dạ. Mỗi một ngày là mỗi món nha. À. Một dĩa chả lụa bánh tôm. Một dĩa chả lụa bánh tôm dĩa đầy đủ phải không? Đặc biệt là bánh, đặc biệt là bánh canh cua gì đó. Dạ. Đúng rồi. Ngon. Ngon nhất tại thầy thơ mình học 25.000 một dĩa chả lụa không. Ta thích ăn nào người ta kêu đó không? Dạ đúng cái rồi. Đó thì đầy đủ. Tùy theo sở thích. Mình được lên sóng luôn. Đúng rồi. Nở gần đây hả anh? Dạ. Đây, có đạp treo đây. Rồi cái này cũng 25 luôn nè. Ở đây chị Loan có những cái dĩa nhìn sạch sẽ quá. Rồi anh này bánh nước ha. Nước không lấy nem này con tỷ ra. Trời, tô dĩa của chị là quá chừng. Tại vì ăn đổi món mình phải mua đủ thứ. Anh bình thường có thêm bánh tôm không anh? Làm hai cái bánh tôm đi ha. Dĩa một cái thôi phải không? Nếu mà mình thêm bánh tôm này bao nhiêu tiền vậy? Là 30 em. 5.000 một cái. Là 30 một dĩa. Tính thêm bánh. Ừ. Lát thêm một lát thì lát thêm tính sau. Ừ. Tôm cô ta thấy có đậu xanh, có tôm. Bánh. Bánh tôm đậu xanh. Rồi. Đây quý vị ơi. Nhìn hai cái gì đẹp quý vị ha. Dĩa này thì 25.000. Bánh bột thì 30. Cái bánh bột này lần đầu tiên của ta ăn kiểu như vậy luôn á. Ăn kèm với topping nem chả bánh tôm. Không biết là có quý vị nào từng thưởng thức chưa. Riêng của ta thì lần đầu tiên. Bốn chén chấm, bốn cái hương vị khác nhau nha quý vị. Cái bì, cái cuốn, rồi cái này bột, cái này ướp. Ngọt ngọt kìa. Cái ướp này ngọt ngọt. Cái này thì nó ít ngọt hơn. Ít ngọt hơn. Thử cái nào trước quý vị ạ? Thử cái này trước đi hả? Thử cái này trước đi. Quý vị muốn cay thì cho thêm ít ớt. Ở phố ta ăn cay ấy dở lắm. Nên ăn vậy thôi. Sẵn. Ồ, cái bột của chị Phú Tha thấy dai nha. Tại vì nó bị che lấp bởi giá này, rau. Phú Tha sẵn quý vị không thấy rõ. Miếng bột. Đúng rồi quý vị ạ. Tại vì nhìn bằng mắt thường cũng như là cái cảm nhận của Phú Tha đầu tiên khi mà Phú Tha sẵn cái bánh á. Có chút dai dai. Có chút dai dai quý vị. Thơm mùi nước dừa. Béo béo. Có nhiều đồ phòng ăn ngon quá. Cũng như là cái vị tôm khô. Đặc biệt là bánh tôm nha. 5.000 một cái. Quý vị nào mà muốn ăn thêm thì cứ nói chị Loan. Có nguyên một con tôm nằm ở trong luôn. Và đồ xanh đó. Cầm tay ăn cho ngon. Có rõ rồi, giòn. Cái này nhà chị từ chiên nha. Giòn. Bùi bùi của tôm. Cũng như là thịt xanh, bánh tôm ngon, giòn. Bột này nó dai á. Nhiều nơi gọi bánh bột này là bánh đúc. Ở ngoài quê của ta cũng gọi cái này là bánh đúc quý vị. Trong đây gọi là bánh bột. Ok quý vị. Mới chiên xong á chị á? Mới chiên xong. Mới chiên xong đem ra bán luôn nè.
nó nhiều ngon ghê không? Chiên xong còn nóng luôn. Dạ, cảm ơn chị. Rồi này chắc cỡ 30 cái. Ok các bạn, ngon. Bánh bột ngon. Bánh bột nó dai, ăn nó không bị ngán. Thơm béo mùi nước dừa. Ăn kèm với cái bánh tôm này nữa nè. Thật kỳ là lạ luôn. Quý vị nào mà chưa thử thì nên thử. Tại vì ở đây chỉ bán hai món lại một. Bánh ướt với lại bánh bánh bột. Nên mới có những cái thứ này để mình pha trộn nó ra thành cái món này. Chứ bình thường nhiều nơi bán bánh bột là không có nem, không có chà, không có bánh tôm đâu nha. Chỉ có ở chị Loan mới có thôi. Tại chị bán ăn kèm á. Còn cái này là bánh cuốn mà. Bánh ướt chứ, nhầm. Nước. Tại vì cái nước mắm này thì nó ngọt, nên quý vị cứ chan nhiều, nó không bị mặn đâu. Không bị mặn. Đẹp ghê ha, không nỡ lòng nào ăn luôn á. Bánh nước ở đây được chị làm nóng lại. Bán chừng nào thì chị sẽ hấp chừng đó. Cảm quan đầu tiên mà Phú Thai nhìn thấy đó chính là cái bánh nó mỏng. Bánh nước mỏng quý vị. Mời vị nha. Qua thấy nhiều cô bác anh chị hả, cũng như là nhiều khán giả có vẻ là thích bánh cuốn nè, bánh canh cua nè, bánh mì nè. Đó là những món mà qua khi mà chia sẻ lên trên kênh thì được rất nhiều khán giả xem ủng hộ nhiều lắm. Ngon quá. Giá 25.000. Bánh nước thì nó vừa đủ ăn thôi. Nhưng mà quý vị ăn kèm thêm với những cái này nữa nè thì Phương Lan nghĩ chắc cũng vừa no bụng. Giòn quá rồi. Rồi, Phú Thái tạm dừng ở đây nha. Hai món này á, thích dĩa bánh bột này nè. Tại vì đây là lần đầu tiên Phú Thái ăn nên Phú Thái thấy cái bánh bột này nó lạ, nó ngon. Còn cái bánh ướt này cũng ngon, nhưng mà không bằng cái này. Đó, Phú Thái thì Phú Thái thích cái này hơn. Còn quý vị nào mà muốn thì đến đây thưởng thức trải nghiệm cái này. Ok, nói chung là ăn cũng được quý vị. Giá của chị Loan ăn thì bình dân. Quý vị nào muốn thưởng thức thì đến ở địa chỉ là 380 đường Nguyễn Duy, phường 10, quận 8. Thì bán từ lúc 11 giờ đến lúc nào hết thì thôi. Bye bye và hẹn gặp lại quý vị.